Ok, hello chào các bạn, mình tên Hùng Kaka. Ok, hello chào bạn, mình tên Đông Vang Nụ. Hey, ok, chào mừng các bạn quay lại về channel Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục là ở bản Đào Áo mới nhé. Mặc dù là hôm nay là trung thu đấy, nhưng mà anh em mình cũng là sắp xếp thời gian là vào đây cùng người dân là để mà chuẩn bị nói chung cũng như bên vườn là bên trồng trọt mọi người nhé. Thì trung thu chỉ có buổi chiều tối đấy, bắt đầu là buổi đến buổi tối thì bắt đầu là khi đó mới bắt đầu vào tiệc đúng không? Tí mình phải về đi mua bánh kẹo vào trong các cháu, tổ chức cho các cháu. Anh chưa mua? Chưa. Em mua rồi. Qua mãi cứ... qua đi ấy. Qua sợ mưa trôi gạt à? Sợ mưa trôi các bạn, che đậy. Trời khó đi, giả đi giả lại. Tí em về hôm qua em đi lên là mua rồi, mua nhiều vì em số lượng nhiều. Anh tìm về mà đi mua nhanh, không tiêu, không kịp, không kịp đâu. Rồi tí về đi mua. Anh thử về nó mua. Đấy, thì nói chung là bây giờ cứ vào đấy là để hướng dẫn người dân mới nhất, thì đến trưa thì anh em mình sẽ về để nói chung là để sắp xếp đi vào bản để tổ chức trung thu ấy, tế thiếu như các em nhỏ cũng như lúc đấy thì lính Philip cũng sẽ vào bản đấy cùng tổ chức cho các em, thì khi đó người dân cũng sẽ về mới nhé, về để đưa con cháu các em nhỏ đến để dự lễ trung thu. Nói chung là ngày trung thu này là của người Việt Nam mình, của các em nhỏ Việt Nam mình, nhưng bên đây thì họ không có nữa các bạn. Đúng anh rồi. Em mình muốn ở bên đây cũng qua lâu rồi thì cũng muốn để cho các em đấy có một cái gọi là ngày sau này có về Việt Nam chăng nữa thì vẫn nhớ thôi. Các em cũng là nhớ là các anh Việt Nam ở bên này là tổ chức tiệc đấy, gọi là bánh kẹo như đây tặng quà đúng không? Như kiểu vì các em là chưa bao giờ được có bữa tiệc rồi nhá. Đấy, nên là anh em cùng cố gắng tổ chức. Tóm lại là hôm nay câu chuyện là hôm nay là anh em mình ở lên để người dân này nằm đất ở bên ngoài. À đúng rồi. Thì bây giờ là vào là ra thăm người dân tí ra là vào họp bàn này có một chiến lược mới các bạn. Anh em mình này này sắp tới này có kế hoạch mới cho người dân. Nhưng nói chung là những cái gì tốt đẹp nhất thì mình nghĩ là để giúp người dân. Đấy, bây giờ đi sang chào hỏi thăm người dân tìm mọi người nhé. Tướng sâu, tướng bọ nẹt, chuối. Ôi, ngô lên rồi này. Đấy. Ngô lên rồi các bạn ạ. Ngô lên rồi các bạn ạ. Hey. Mưa ngập qua kề. Mưa ngập này. Hai hạt lên cả hai luôn này. Hai hạt lên cả hai. Ô, hai hạt lên cả đôi chứ. Ừ. Đây, ngô này. Úi trời, cẩn thận nhỉ. Thôi đi bên đi, không chấm đấy. Đây rãnh giữa này, sao thằng bén đúng rồi. Lên hết này, uống không lên này. Đều hết rồi. Ngồi lên đẹp các bạn ạ. Bon dia. Bon dia. Wala le. Wala le. Dala le. Gosena. Ấy mọi người cùng ra này. Hay. Gốc rễ đấy mọi người nhé, này. Ba ngày làm cỏ là bữa chết các bạn. Cái khủng khiếp thật. Cái cỏ này không biết là giống ở Việt Nam mình gọi là cỏ giống gì không biết. Mà người dân là thu 3 ngày kia. Giống này là ở Việt Nam cỏ, đấy là cỏ này là cỏ châu Phi này. Cái này mà mưa xuống này đây này, đẻ này các bạn. Cỏ mà gốc rề này, kinh thật. Đây mới đúng gọi là diệt cỏ diệt tận gốc đấy. Đào cả họ nhà cỏ lên cả gốc lên. Dạ, tu du va gi ma ram po guya. Về, tu du về. À. Đây. À cái em Johnny này cùng đi lao này mọi người nhá. Đấy thì nói chung là nói chung thì truyền cùng đã quá rồi đúng không? Thì nói chung cũng phải cố gắng đi làm thôi để mà phục vụ cho cuộc sống nói chung là như mẹ cha rồi là vợ rồi con nhỏ đúng không? Chứ cố gắng thôi. Nói chung anh ấy phải nói đúng chứ. Cùng nhìn cùng khỏe mạnh mà hôm nay nhìn buồn này, mà hôm nay là nhìn buồn các bạn, nhưng mà cùng cố gắng đi làm đấy, cố gắng đấy. Khả năng là hỏi người dân vào trong bóng cây ngồi họp đi, à có lẽ đi vào trong bóng cây các bạn ạ, vào bóng cây đứng đấy cũng hơi nặng thì nói chung là cùng nắng điện hết không ra. Phải họp hành gì to lớn nhưng mà gọi là bàn bạc một tí thôi. Trong đứng thì nắng điện hết ra. Đừng nặng đen hết ra các bạn. Dạ áo ra tôi đưa về là xong ra vậy. Reno po kuya. Vâng. Cái đất nước ngoài nắng đen ra. Mi liu tu du ja su bin eh. À ta ra bi du. Ta mu tu bu ni du. Ta chuan.
chuẩn bị trồng. Ven, fica tudo aí. Ngồi xuống luôn. À, ngồi luôn, đúng không? Ngồi luôn. Bỏ được xe tà nhé. Ai mặc váy xe tà đằng sau. Ngồi đằng sau. Não, mulher tem senta de trás. Me saia tem senta de trás. Homem senta frente. Tá bom. À, như em này, nói với các bạn nói chứ. Lần đầu tiên từ nhỏ đến bé ấy. Lần đầu tiên ra khỏi bản là được đi bốc kết. Chẳng bao giờ quên được. Ừ, chẳng sau bao giờ. Sau này đi chơi bảo bạn rồi. Ê, mày đã đi đâu ra khỏi bản chưa? Tao đi rồi. Mày đâu đây? Ê, tao đi bốc kết. Đúng rồi. Ê, hỏi chuyện gì? Tôi chẳng hạn gặp bạn hỏi. Ừ. Mình xưa giờ đâu có trong bản này. Ừ. Đi đâu? Chứ được đi đâu đúng không? Tao được. Đi đâu chưa? Tao được đi rồi, ra khỏi bản rồi. Thì mày đi đâu? Ê. Tao đi xa lắm, đi xa đi làm gì? Bốc kết. Đi bốc kết. À, quero ver mais. Boa sorte, vai quero ver mais. Vai tirar cocô de boy. Não? Saiu fora no aldeia. Não é passear, só vai apanhar cocô. Ai, tá lá, chủ đề chính đi. Thế thì mọi người thì nói chúng là phòng họp bên này là nói chúng là cây cao bóng cả, gió mặt đúng không? Thì vẫn cứ là tiếp tục là họp ở bóng cây, gốc cây mọi người nhé. Thì nói chúng là ở cái bến chỗ nông nghiệp bản này thì bây giờ là áo cũng là sắp có thả cá mọi người nhé. Cũng như vườn ngày mai là anh em mình bắt đầu tiến vào kế hoạch là trồng rau đúng không? Đúng rồi, ngày mai là trồng rau được các bạn. Còn rồi. Cá là anh em mình đang liên hệ với người cô ăn để nhờ hỏi. Để mua cả giống. Mua giống luôn đấy các bạn. Rồi, nói chung thì khi rau đã đẹp và áo đã có thả cá mọi người nhé. Thì nói chung là phải có người trông coi. Mà trông coi thì phải có một cái ngôi nhà nhỏ đấy đúng không? Lều nhà nhỏ. Đấy, làm cái lều nhà nhỏ thì anh Thật em mình... Các bạn làm luôn là cái chỗ mà để gọi là giữ phân hay là tất cả những đồ dùng lao động cho người dân này này. Đúng rồi, thì làm thì phải làm rồng 1 tỷ mọi người nhé. Để là bỏ cái dụng cụ lao động đấy, đây là cũng như những cái gì cần thiết cho nông nghiệp bến áo đấy. Áo này. Đấy, cũng như là đô lao động của người dân. Dạ, có gì thế? Ta quero falar uma coisa. Aqui depois vai meter peixe, né? Sim. Também outra aí vai plantar lá, né? Sim, sim. Sim. Mas quando tem muita coisa aqui tem fica a pessoa que controla. Sim. Tá? Agora eu quero fazer uma casa aqui. Aqui mesmo, né? Sim. Vou fazer aqui, né? Sim. Começar aqui, ó, esse lado. Aquele lado, né? Mas tem uma casa aqui com adobe, né? Aqui, levanta aqui e mete chapa. Para guardar tudo, chada, pau, cocô de trumiro. Qualquer coisa para aqui na outra, no tanque, guarda tudo aí. Tá bom? Quem quer dormir aqui, vai ficar aqui, dormir, controlar aqui de noite. Tá bom, tá bom. Yeah? Yeah. Tudo vai pensar, vai fazer onde? Aqui. Ô, aonde Miloy? Faz aonde? É Miloy, qual é o sítio? A mãe disse nesse que tem que ser nesse lado. Esse lado? Sim. Ou aqui? Não, aqui a mãe disse que vamos cultivar lá. Aqui tem no teu? Sim. Não, começar aqui. Até só lá, aqui, até aqui. Não, não sei assim. Depois vou vir lá com o mais velho lá em casa, vai falar com a mãe. Já. Casa aqui tem terreno do boi. Aqui para. É você? Sim. Aqui começa aqui. Aqui até lá. Assim, né? Mais velho. Começa aí. Ao fazer onde?
Porque como eu hoje falei na mãe, a mãe que falou que não, se querem construir, devem só construir aí nesse lado. Depois assim, como vocês estão a dizer isso, vou vir lá com o mais velho que vai falar com ela. Que não, lá não aceitando, aceitando é o maior lado do pau. Aí, mãe não aceita aqui? Ela, não, assim convosco vai aceitar. É? Sim. Assim vamos meter aí em casa, agora aí. Assim vamos meter lá com ele. Agora não acordo para mim que eu vou passar. Sim, é isso que eu estou a falar aqui. Tá bom ir lá, vou falar com o mais velho. Se tem um mais velho que vai falar com ela, vai aceitar. Ah. Sim. A soba? Não, é a minha mãe. É a mãe dela. Mãe dele, mãe, você tá onde? Vive aí em cima. Ah, tu ainda. Só banal, aqui no nosso meio eu tô saindo. Porque esse terreno não é do sol, bem nosso. Ah, não, é você aqui depois. Você vai ficar já aqui. Teu casa. Sim, eu também dá casa. Aqui você casa, você vai levar a mulher, vai dormir junto aqui. Quanto lá aqui. De quando casa dá você? Ah, fazer filho aqui. Obscena, é. Ah, já tem. Ouvi, já tem. Não. Ah, aqui na tudo já tem. Depois tem. Você tira a corinha na casa. Ah, aqui levando a casa que você vai dormir aqui. Vai morar aqui, moça, aqui, um, dois, três. Vai ficar junto aqui. Ó, tá fraco você. Não, não estou. Não estou por quê? Não até tá na cama. Hã? Não estou fraco. É mesmo fraco aí. Đấy thì nói chung mọi người nha, thì nói chung là thì ở đây là đất của người dân cả, thì nói chung thì bây giờ thì chỉ là họp bàn để làm chỗ nào cho hợp lý thôi đúng không? Thì nói chung là cái chỗ này là hợp lý. Vậy levanta aquí es mi lugar, né? Vậy ve aquí está ve todo lado, aquí mete uma janela, né? Vậy olha aí, aquí lado mete uma cama, ele vai fazer cuia aquí. Đấy thì nói chung là cùng họp ban là thống nhất là làm ở đấy mới nhá. Dạ, depois vai levantar a casa aqui, né? Sim, sim. Vai ficar bem bonito aqui. Né, uno, ontem falar o quê? Adobe. Não tira onde? Aí, ó, oh, que tá... É nesse lado aí. É que tem uma casa deslocou lá, então é por onde que vamos ir lá buscar. Tem vai com aleluia, né? Sim, sim. E vamos terminar bem coisa, a estrada ali. Vamos abrir mesmo ali. Ali mesmo. Ah. Aqui não, cara, aqui não. Aqui tá logo em Sapa. Não chega do carro, não chega. Não chega. E é de muito tempo. Essa daqui já é fraco, é de muito tempo. Ah. Aqui tem bué? Sim, bué. E quem? Do pai. Thì nói chung là bây giờ làm nhà đất đấy thì nói chung là người dân là từ biệt làm đúng không? Nói chung là người dân cũng bình thường là các bác ấy nhiều tuổi là cũng từ làm nhà đất, nên là anh em mình cũng nói là mọi người là ở đấy là cái đất đấy là trong bản là mọi người cũng có, nên là mọi người gom lại một ít là để làm một cái nhà đấy, gọi là của chúng đấy. Cửa gỗ thì hôm sau mình đặt của mấy anh thợ của Linh Phoenix đang hướng dẫn để các anh ấy có động lực để cửa gỗ thì có ở đây các bạn. Nào đặt bộ cửa mấy cái cửa sổ nữa. Đấy, nói chung là người dân cứ làm đem cái gạch đất để làm đấy, xong rồng bao nhiêu là tùy người dân, sau anh em mình sẽ hỗ trợ là mua tôn vào lợp đúng không? Cửa. Đấy, tôn cửa thì có Linh Phoenix rồi các bạn ạ. Còn đặt. Tôn thì ta sẽ hỗ trợ tôn vào lợp. Đặt Linh Phoenix làm cho bộ thật đẹp. Đấy, thì chắc là bắt đầu ngày mai là làm hay. Còn vì hôm nay là cùng bận là hôm nay là vì có cái tiệc trúng thú của các em nhỏ mọi người nhé, nên là hôm nay cũng không làm được cả ngày ở đây, chỉ nửa ngày thôi, nửa ngày xong về buổi chiều để con chuẩn bị. Nói thật là bây giờ là anh em mình về đi mua cái kẹo bánh, đi kẹo bánh để chuẩn bị cho các cháu đấy.
Nói chung là hôm nay ngày đặc biệt của các cháu nên là phải chuẩn bị cho nó chú đạo một tí, đúng không? Chứ không thể nói chúng là cùng như kẹo bánh là một thứ này cháu có cháu không lắm được, đúng không? Hôm qua mua nhiều bánh kẹo chứ? Mua nhiều nhưng mà tí nữa về còn phải mua thêm các bạn, vì hôm qua là xe đầy. À, hồi tí nữa anh về đi mua thêm nha em gửi. Chứ hôm qua là xe đầy, cả trong cả ngoài là đầy mà nghe. Kẹo một tí kẹo ngoan này, ông vơ hết rồi tí đâu ra là không còn quái nào là nhọc đấy. Thế thì nói chung là hôm nay cùng họp cái ban kế hoạch của người dân như vậy, làm cái nhà đấy để trống coi, cũng như là bỏ cái dùng cù lao động là một ít cái đô dưới đây, vì như là tí lại phấn bò về thì cũng có để trô để cất, chứ để ở đấy vây mưa gió thế này là nó ẩm ướt là nó lâu ngày là khó làm, đúng không? Thì cũng là họp với người dân là làm cái nhà ở đấy. Thì nói chung là thì hôm nãy là vì cùng công việc nên là chưa làm rồi nhé, thì ngày mai sẽ bắt đầu là làm sớm rồi sẽ cùng với người dân làm xong là để có một cái nhà để ở đấy để trống cõi đấy. Thì bây giờ ta cùng về để đi chuẩn bị cho các cháu cũng như người dân về, thì nói chung là nghỉ ngơi rồi buổi chiều đứa con em đến dự tiệc nhận quà, đúng không? Đấy, thì video hôm nay thì anh em mình cùng xin dừng tại đấy. Mọi người thấy video hôm nay hay và có ý nghĩa thì hãy nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Nông Nghiệp Việt Nam ở Châu Phi để anh em chúng tôi có động lực giúp đỡ những người dân nghèo và các em nhỏ mồ côi miền núi Châu Phi mọi người nha. Chào các bạn. Come on, Việt Nam. Come on.